Deadpool and Wolverine có cứu được Marvel? Sở hữu những nhân vật biểu tượng như Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Marvel Cinematic Universe gọi tắt là MCU hiện là một trong những thương hiệu điện ảnh tỷ đô với lượng fan hùng hậu, cái nôi cho ra đời nhiều tác phẩm nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Mở bát vào năm 2012, bằng việc cho ra đời biệt đội siêu anh hùng, Marvel đã tạo nên vũ trụ siêu anh hùng thăng cấp về số lượng nhân vật trong một phim, cùng câu chuyện From Zero to Hero khiến cho nhiều người xem phải nổi da gà khi theo dõi. Song sau 12 năm, với 27 bộ phim và hàng loạt chương trình truyền hình, Marvel dần xuất hiện dấu hiệu đuối sức trong cuộc đua phòng vé. Vài năm trở lại đây, thương hiệu này chứng kiến sự thua lỗ nặng nề của Thor: Love and Thunder, Người Kiến và Chiến binh ông Thế giới lượng tử, The Marvels. Công chúng không còn mặn mà với các series lẻ bởi sức hút không còn như trước. Sự sáng tạo nhào nặn lại các mánh khóe cũ để tạo nên một siêu phẩm đều bị khán giả bắt bài. Sau khi sản xuất trung bình 3 phim mỗi năm kể từ năm 2017, giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, xác nhận rằng Marvel đang giảm lịch phát hành xuống 2 hoặc tối đa 3 phim mỗi năm, cũng như là giảm phim truyền hình xuống khoảng 2 bộ một năm. Sau những ngày tung hoành màn ảnh thế giới với 11 bộ phim đạt doanh thu tỷ đô, bao gồm 2 phim trên 2 tỷ USD và 4 giải Oscar, liệu MCU đang tiến tới thời kỳ endgame của mình? Thời kỳ hoàng kim của MCU thực sự đã qua. 23 bộ phim MCU đầu tiên tạo nên Infinity Saga, không có một tác phẩm nào nhận thất bại cay đắng, cũng như không có một bộ phim nào bị đánh giá cà chua thối theo số liệu của trang tổng hợp phê bình Rotten Tomatoes. Cú đúp Avengers Infinity War và Avengers Endgame mang đến màn kết mãn nhãn bùng nổ cảm xúc cho những siêu anh hùng đầu tiên, đánh dấu rằng phim siêu anh hùng không chỉ dành cho trẻ con và có ý nghĩa sâu xa hơn thế. Nhưng kể từ đó, Marvel phải vật lộn để duy trì sức hút của mình khi xây dựng kỷ nguyên tiếp theo, gọi là Multiverse Saga. Eternals được ra mắt vào năm 2021 là phim đầu tiên bị đánh giá cà chua thối trên trang Rotten Tomatoes. Đến năm 2023, Người Kiến và Chiến binh ông Thế giới lượng tử lặp lại thành tích tương tự. Bộ phim MCU gần nhất The Marvels phát hành vào tháng 11/2023 nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các nhà phê bình, nhưng lại thất bại ở phòng vé, mang lại doanh thu thấp nhất so với bất kỳ bộ phim MCU nào cho đến nay. Deadpool and Wolverine có cứu được đế chế Marvel? MCU nổi tiếng với chiêu trò giấu dự án, sự bí ẩn trong cách phát triển phim và nhân vật, cũng như sự liều mình trong việc điện ảnh hóa các nhân vật trong truyện, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người tiếp tục trở thành fan cứng của thương hiệu này trong vài năm tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi con mắt đều đang đổ dồn vào bộ phim MCU duy nhất được phát hành trong năm nay, một con át chủ bài được kỳ vọng sẽ giúp MCU tiếp tục phóng mũi với danh hiệu tỷ đô. Deadpool, tên sát thủ mờ mép do Ryan Reynolds thủ vai, ra mắt vào ngày 26/7/2024 với tựa đề Deadpool and Wolverine. Deadpool là dị nhân nổi tiếng với cách triển khai câu chuyện mang màu sắc rất riêng, bạo lực và tục tiểu, khác xa với phong cách chuẩn học sinh gương mẫu của Marvel. Với cái chất không ai dám làm của mình, Deadpool thành công bỏ túi tỷ đô qua hai bộ phim dưới thời của 20th Century Fox. Năm 2019, việc Disney mua lại 20th Century Fox đã đồng nghĩa với việc Deadpool chính thức có cơ hội đứng vào hàng ngũ các Avengers, mở ra cơ hội lụm thêm lúa cho MCU. Tại sao nhiều người đặt kỳ vọng ở Deadpool và xem đây là vị cứu tinh cho đế chế này? Một trong những lý do là bắt nguồn từ đoạn trailer của Deadpool and Wolverine khi gã lính đánh thuê mỉa mai Marvel đang đuối sức và cho mình là vị chúa cứu thế của Marvel, đến để vực dậy thương hiệu này. Deadpool and Wolverine cần trở thành bom tấn để những câu thoại mỉa mai trong đó trở nên sướng tai và ấm lòng khán giả. Thêm vào đó, nếu Deadpool và Wolverine trở thành bom xịt, thì vì một tác phẩm dở với doanh thu ọp ẹp đi chê phim khác, fan của Deadpool sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài đội quần. Deadpool and Wolverine thừa hưởng nhiều điểm mạnh của MCU và X-Men, cũng như là đã có một lượng fan hùng hậu trước đó, được bảo chứng qua hai tác phẩm. Hàng loạt ẩn ý được tìm thấy trong trailer như sự xuất hiện của nhiều cameo xịn sò cho thấy bộ phim được định hướng 1910 với Avengers Infinity hay là Avengers Endgame. Nếu Deadpool 3 thành công thì phim mang đến nhiều ý nghĩa hơn là chỉ mang vai trò giải cứu các nhân vật đã lỗi thời của mình. Thậm chí khi người hâm mộ nhìn thấy được màn hợp tác ăn ý của Ryan Reynolds và Hugh Jackman, họ sẽ muốn hai diễn viên này tiếp tục hợp tác trong những dự án lần sau. Các báo cáo gần đây cho thấy rằng đạo diễn Infinity War và Endgame là hai anh em nhà Russo đang quay trở lại Marvel Studio để chỉ đạo hai dự án Avengers sắp tới. Nhưng cũng có tin đồn rằng đạo diễn Deadpool and Wolverine là Shawn Levy cũng có lúc là lựa chọn hàng đầu của Marvel để chỉ đạo Avengers 5. Trong một buổi phỏng vấn, Shawn Levy cho biết mối quan hệ hợp tác giữa anh và Marvel có lẽ vẫn còn kéo dài.
Từ những điều trên, Deadpool 3 đang có dấu hiệu trở thành một bộ phim Marvel hay nhất trong vài năm trở lại đây, mặc dù sao Levi không nghĩ bản thân hay là Deadpool 3 có thể đưa MCU trở lại từ bờ vực. Nhưng nếu cuộc phiêu lưu mới này của Deadpool có thể đạt đến đỉnh cao như Infinity Saga, thì chắc chắn nó sẽ khơi dậy sự quan tâm và hy vọng vào sự phát triển lâu dài của Marvel. Xét cho cùng, Multiverse Saga của MCU vẫn có những cái tên ăn nên làm ra, bao gồm Người Nhện Không Còn Nhà, Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn, Chiến Binh Báo Đen Wakanda Bất Diệt và Vệ Binh Giải Ngân Hà 3. Nhưng vấn đề của Marvel chính là các dự án trên đều thuộc chuỗi phim có tên tuổi, khả năng Marvel làm phim riêng cho siêu anh hùng mới và đạt được thành công tương tự vẫn không cao. Liệu Deadpool and Wolverine có thể giải cứu đế chế Marvel, kéo đế chế này ra khỏi bờ vực Endgame? Hãy cùng theo dõi kết quả trong thời gian tới nhé! Hãy cùng theo dõi Trạm Giải Trí và Trạm Phim Review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé!